bạn, tôi Lương Chiên Ân rất vui được gặp lại các bạn trong video chia sẻ về gói lợp trong công trình biệt thự. Thì bên cạnh tôi đây là bác gia chủ đã sử dụng gói của công ty cổ phần Tân Việt Ý, gói Romantic đúng không bác? Dạ vâng. Và anh Bình có thể nói qua một chút là cái công trình này khoảng bao nhiêu mét vuông nhỉ? Công trình bác có nhớ không? 150 mét. Một sàn đúng không ạ? Vâng, một sàn 150 mét. Vâng, còn riêng cái mái thì khoảng mình lợp cho bên bác là bao nhiêu mét vuông? Trên 200 mét. Trên 200 mét vuông. Trên 200 mét. Và cái toàn bộ cái mái chéo của bác là bằng bê tông hết đúng không ạ? Không ạ, chúng tôi làm khung ấy. Là mái nhà bác là đổ mái bạc, sau đấy là làm sắt lên, nhôm sắt ấy. Vâng. Thì chúng tôi sẽ phỏng vấn bác một chút là xem là cái quá trình mà bác sử dụng cái gói này thì có vấn đề gì không? Thì vừa rồi cháu thấy anh em bảo là bác đã thử cái viên gói bằng hình thức nào bác? Vừa rồi chúng tôi có làm lấy gói của các anh ở trong Tân Điệp là tên là anh Minh gì đó. Về đây thì Tân Việt Ý. Về đây thì chúng tôi cũng đã làm đi hẳn lên chốc các thứ thì không lấy vấn đề gì. Sau nữa tôi lấy khò nhiệt đấy. Khò hẳn nhiệt để xem là cái chịu được cái sơn này chịu được nhiệt như thế nào thì kết quả nào bác? Không thấy vấn đề gì cả, có nghĩa nó cứ như không cả. Và nên tôi thấy cái nước sơn an toàn. Nước sơn rất an toàn. Bởi vì cũng khoảng 2-3 phút cầm cái khò nóng như thế mà không vấn đề gì cả thì tôi cho là cái nước sơn này được. Hai nữa là cái chất lượng của cái này độ nén tốt. Những của nhà ông thì chắc qua 1-2 cơn mưa rồi chứ nhỉ? Vâng, trong cái quá trình thi công này thì ông thấy nó cái độ bị bão hắt nước vào nó có vấn đề gì không? Tức là độ hắt nước là do cái mình chia rui thôi. Vâng. Hắt hay không là do mình chia rui. Vâng. Chứ không mình không đổ tại ngói được. Vâng. Vâng. Không, nhưng mà cụ thể như nhà mình làm này là cụ thể mình làm chúng tôi làm thì nó vẫn bị hắt bởi vì kêu mình hơi căng tí. Vâng. Nên cho hẹp chậm cái khoảng cách mình chưa đạt lắm. Vâng, nếu mà khoảng cách mình tôi lùi lại cái đấy là khách quan đúng không? Vâng, cái đấy là đúng. Cũng phải chia sẻ cho mọi người chứ. Vâng, kinh nghiệm mình vào độ khoảng 2 phân nữa thì chắc không vấn đề gì. Vâng, tức là mình để khoảng cách xa quá. Vâng, mình làm hơi căng, tức là mình lập ngói hơi căng. Mình lập trùng lại tí nữa thì coi như nó không bị hạ. Đấy, cái đó là cái ở đây bác lập là theo phương pháp lập thẳng hay là cũng được lập thẳng luôn. Viên nọ thẳng viên kia. Theo cháu biết là lập cái công lập so le chéo so le đấy. Nó dễ hơn thì nó sẽ vâng, lập chéo cũng được. Vâng, lập chéo cũng được, nhưng chúng tôi cảm thấy là lập thẳng này có thể mình thay viên ngói nó dễ hơn. À rồi, cái đấy thì cái cách thay nào nó vẫn khác hơn là thay cái kiểu kia. Đúng rồi, vì nó không bị chồng lên nhau. Vâng, với nó chồng lên nhau thì nếu mình muốn thay một cái gì cái là mình phải lột hết tất cả ra. Nhưng mà đây là có thể tôi chỉ lấy một hàng thôi. Là có thể xuống được đến chân. Tôi bóc từ viên ngói dưới cùng ra. Cái đấy thì nó có tiện lợi thì tất nhiên là trong cái làm thì nó có cái tiện cái không tiện. Mình phải tính cái nào nó hay hơn mình làm. Cho hỏi bác một chút nhá, thế là về cái kích thước và cái trọng lượng như thế thì bên mình thi công ấy thì cảm giác so với các loại ngói khác thì nó có ưu điểm, nó có dễ dàng hơn không? Cũng dễ dàng thôi, cái này rất dễ dàng, dễ lở. Nó khá là nhẹ và nó dễ lở. Và cái kích đấy là cái khay của nó vào ngay. À, nó không bị nó chuẩn, không bị bao bia. Nó chuẩn, nó không bao bia. Cái này là tôi cho là cái làm rất là không công vênh đấy. Khuôn đẹp. Vâng, tức là khuôn của nó vào là vào được luôn. Mình không phải lắc đi lắc lại. Ngói lung là hay bị công vênh. Nhiều cái nó căng. Nhưng cái này tôi cho là cái độ nén tốt. Ông có chia sẻ lúc nãy là cái lỗ là cực kỳ chuẩn. Vâng, không phải xử lý lại vì không có ba viên. À, cái gạch đất nung là rồi. Chắc chắn là cái lỗ có ba viên thì lại phải khoan lại, và khi khoan lại là nó hay bị giòn, bị vỡ và mất công. Cái này là mình làm. Cái này là bắn phải cái xử nào lý gì cái đấy. Cái những cái khác là nó bị nó cứ còn cái lỗ mỏng ở dưới. Cái lỗ mình khoan viên đấy. Đấy, nó có chưa thủng ấy thì lúc mình khoan vào cái là nó mới vỡ. Cho nên cái viên này thì mình không phải khoan cái nào. Không phải xử lý cái này. Cho nên là an toàn. Đưa viên này là mình. Bạn đưa viên là bạn được biết. Cháu hỏi chú một câu đấy, là vừa nãy chú nói là cái khoảng cách lito ấy. Vâng. Thì ở cái công trình mình thi công cái khoảng cách các lito là khoảng bao nhiêu? Cái đấy mình đo thực tế. Giờ lâu quá rồi. Lâu quá mình lên mình đo thực tế. Mình cứ leo đo thôi, bây giờ ở dưới mình đo được mà. Đứng dưới đo được. Bởi cái này có tí có trèo lên không? Trèo được. À, thế thì cùng mọi người lên tham quan tí đi. Vâng, anh em chưa lên trên thì đó. Anh em lên trên. Cái từ quay của anh em cầu hổ lắm. Mình sơn vào bộ màu trắng đi. Màu đen, ngoài cái màu trắng là một nhất trang sứ. Lan ra là nhìn về. Cái này là bộ trắng. 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 Cái này là bộ trắng.
bao giờ về nhà mới bác? Cái này là phòng trung tầng 22 này. 150 m2. Đây là phòng luôn. Để cho chúng lấy cái thước. Chúng cho bác thợ. Đây có cái thước đấy. Đây anh mình giới thiệu qua mọi người đâu là kèo, đâu là sài gòn này. Đây là mấy lớp? Là như máy này thì thi công là đây cái thành này. Đấy. Toàn bộ cái này gọi là bị kèo, toàn bộ tam giác này cháu, và tam giác là cái do tam giác này người ta gọi là bị kèo này. Rồi. Tiếp theo là cái thanh này gọi là hộ 48 sao? 48. 48 là bao nhiêu, là như nào bác? Đó là 48 chiều chiều cao chiều 4 này, chiều này chiều 8. Rồi. Chiều 48 và 48. Để người ta đỡ lực như này nó khỏe hơn. Cái thanh này là gọi là đuôi này. Cái đuôi này. Cái này là la ti này. Là tí gọi là lato, cái này là lato, gọi là mè, lato. Bốn lớp ấy. Vâng, là 1 này, 2, 3, 4 này. Đấy, 4 lớp. Cái hộp này là bị kẹo. Cái hộp này là mạ kẽm đúng không bác? Vâng, mạ kẽm nhất, các bạn này mạ kẽm nhất. Cái này dày không bác? Cái độ dày cũng dày đấy. Nhà mình đấy là dùng cái ly tư bác nhỉ. Cái này là mấy ly chứ. Này mấy ly của nó chứ ly tư sao được. Này dày lắm. Đấy. Như máy mình nó dày như thế này luôn. Đây anh Đông anh quay cái chỗ xử lý góc chéo này. Đây, đây ba làm đây xong bắt tẽ ra. Đây làm đây là rất an toàn, rất chắc chắn luôn. Vì nhà mình là đổ máy bằng mình. Đúng rồi. Nên nhiều tường thu hồi. Không dùng thu hồi mà. Mà làm này nhẹ hơn rất nhiều so với tường thu hồi. Vâng, mà nó như thế này cũng an toàn. Đây. Bát tư nhiều được. Đây Đông xem khoảng cách. Bát tư ạ. Bát tư. Trong lòng hay là bát tư đấy. Không, nguyên tắc của nó là cái khoảng cách của nó này. Rồi. Ô, anh ơi, đây chỉ là 32 thôi chứ. Bật từ em. Không, nhưng anh chưa đặt đúng giữa tim. Không, nó như nhau không phải em ạ. Nó điểm như nhau, nó như nhau. Anh phải tính được từ đây lên đến đây. Vâng, đến đây. Đấy, đấy rồi. Tính được một thanh này thôi. Bằng một thanh này thôi. Anh đang bị chéo. Vẫn bát tư. 33,5. Bát tư là bao nhiêu, là gần hơn một chút nữa thì đẹp. Đấy, là mình vào nó khoảng 2 phân vào đây. 32 là được. Vâng. 23. Anh đo luôn đó hết khoảng cách giữa cái bao nhiêu. Cái này nó cũng tùy. 50. Tức là cái chiều này thì nó bằng cách cái cầu phong là 50. 50. Vâng. Cái cầu phong là anh đi không tùy thôi. Có thể anh đi gần tí nữa hoặc xa tí nữa thì không quan trọng. Quan trọng nhất là cái thằng này này. Giữa thằng này. Chứ còn cái thằng này nó không quan trọng thưa cũng được và dày cũng được, cảm thấy nó khỏe là được, dày một tí nó dày tí không sao, nó thưa tí chẳng vậy. Tóm lại là cái ngoái này là khoảng tầm 32. Đây anh Đông quay đấy, 32 là đẹp nhất. Vâng, nếu 32 là đẹp nhất. Chân dưới chân nhá, anh quay dưới chân mọi người xem. Bác xây đường bo lên. Đây, bo lên. Bo cái này 20 phân. 20 phân. Vâng. Cứ bo lên 20 phân rồi cho xà bằng tay và vét vào xong. Vâng. Đáng lý cái này nó còn phải như thế này, nó còn cái kéo này nữa thì nó không làm được đấy, còn để đi lại này. Vâng. Đúng, cái thành này kéo lên. Thành rằng chéo. Rằng đây. Rằng đây. Rằng đây, thằng đây. Vâng. Đấy, còn rất nhiều nhưng mà muốn để đi lại nó thoáng. Vâng, đúng rồi. Thế ngồi đấy này, nhưng được nhẹ không ngồi kia. Nhẹ nào bác? Không, nói vậy nhưng nếu mà tính vào cái mùa bão nó độ giật của nó rất lớn. Nên là bình thường nó vậy thôi, nhưng lúc nó gió bão nó giật thì cái này nó mới lún này. Khi nó lún thì mình có một cái kéo thì thằng này là rất an toàn. Đấy, như thế là an toàn nhất. Đây thằng Điền, đây thằng Điền. Đấy là nó chịu lực thêm cho thằng khác. Đây Đông quay là bác ấy đã làm những cái bản mã này. Đây là mình đặt sẵn cái bản mã nó có vít dưới đây lúc khi mà đổ bê tông chứ. Đúng rồi. Giờ? Đặt xong cái đổ bê tông lên hàn luôn như này bằng. Cái này là tôi láng một lượt nữa đi. Các chân và làm một lượt chân nữa ấy. Rất kỹ. Vâng, đổ bê tông rồi nhưng mà sau khi phải làm một lượt 5 phân. Lý do bác? Lý do tức là mình láng phải sạch sẽ. Lúc mình quét đi lại rồi. Tức là lúc đổ bê tông là nó không có cái độ nhẵn. Mình làm thêm lại mình vừa che cái chân cái bản mã cái nó vừa đẹp. Nếu nó có rột nước tí xuống đây thì cũng không có ảnh hưởng, thì cũng đủ cho nó ngấm rồi. Anh Lâm mình đo rất đẹp từ đây xuống bao nhiêu. Cái độ rộng này chắc là bác có nhớ không? À nhá. Và dốc mái bác có nhớ không? Tổng nó này nhá. Dốc thì đây mét nó chia luôn này. Tổng chia. Lấy mét này. Cũng chân dốc mái và nhiều người 2 mét.
đúng tầm 2 mét. Đây anh Lâm ơi, nhìn đâu rồi? 2 mét đúng không? Anh đo cho đây rồi. Tôi đừng đặt lại đi cho mọi người xem. Em đặt lại cái này. Em đặt lại cái độ thôi. Theo bác là cảm thấy cái độ dốc này là hợp lý chưa? Hợp lý. Thông thường là khoảng 30 độ. Vâng, lấy nhưng mình độ dốc của nó đang rơi là tầm 28 độ. 28 độ. Đây 28 độ hay là sao quá. Tức là trước là okay. thiết kế kỹ sư thiết kế có 1m8. Ở đây nó chạm nó thấp. Đúng rồi, đứng này thoải mái này, cái này hợp lý này bác này. Tôi nâng lên 20 cân nữa. Thế này mình sử dụng kho nó mới tiện. Đấy, đỡ long kho. Vâng. Cửa này chính là kho cao tí nó chỉ đẹp nhỉ. Đây kho đây. Đúng là bằng đầu đây. Bằng đầu thì đi lại. Đến nhà đây còn vẫn phải xả sang ngang sang kia như nó bởi vì có cái cửa ra vào thì mình không làm. Nếu các anh lên được máy kia thì mới là ác liệt. Anh muốn lấy, thì anh lên xuống lấy cái thang. Dạ. Bây giờ ta trèo lên cái lỗ này. Dạ. Lên hẳn trên đấy kiểm tra trên đấy. Bây giờ đang là buổi trên đấy có cái thang đấy. Ở dưới này có thang trèo lên. Vâng. Cái độ về chịu nhiệt này, bây giờ đang là buổi chiều là nắng. Nóng lắm. Nắng. Đấy bạn nhìn đứng đây rất là mát. Chứng tỏ ngoài này mát. Không mát anh cũng chẳng thấy gì cả. Cũng được. Không vấn đề gì. Cách nhiệt là tốt hơn những một số cái dòng máy men các thứ khác. Đây mình sờ vào ngoái mình cảm giác không nóng lắm. Đúng rồi. Bình thường mà sờ lên mà nắng mát luôn. Nắng ở bên ngoài thì rất là lạnh. Tôi yên tâm nhất là tôi đã mang máy từ cỏ không vấn đề. Quan trọng nhất là màu sơn. Tôi rất yên tâm. Cái nhiệt độ rất cao này. Nhiệt kho nó lớn lắm ý. Kho mà bạn phải kho đúng cái lửa màu xanh là nhiệt độ cao. Không, cái kho là tôi đủ có cách. Đã cầm kho tôi làm là tôi phải có cách. Bác con kho ở đây không? Bác còn cái kho ở đây không? À, tưởng có bác làm lại thao tác cho xem này. Cái kho nó phụt. Cháu hiểu, mà. Cháu hiểu. Tại vì chúng tôi tại vì là anh em chỉ làm là, anh em là thử ở trên phòng thí nghiệm thôi. Chứ còn cái kiểu kho là cháu chưa được xem. Và anh em thử nhiệt ở trên phòng thí nghiệm thì nó thử kiểu khác. Tức là cái bình ga mà mili đấy. Vâng, cái thui thui dê đấy. Đúng rồi đấy. Chính là chúng tôi cho bật lên khò dầm những cái gì đâu. Cảm thấy an toàn. Ok, thế tí gặp lại mọi người ở cái cảnh mà chúng tôi bay flycam lên trên xem là cái màu sắc của cái ngói này nó có hợp với khuôn viên và cái quang cảnh của cái biệt thự này không nhé. Vâng.